Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tung Tăng Khám Phá của Sunny. Như hình ảnh các bạn đang xem là ở thành phố Phan Thiết các bạn nhé. Sau một cơn mưa rất là lớn ha, phải nói là cơn mưa lớn chưa từng thấy đó các bạn. Nên là các bạn thấy đường xá thì nước ngập lên cả vỉa hè luôn đó các bạn. Đây là khúc đại lộ Lê Duẩn đó các bạn nhé. Còn đây là khu vực giao giữa đường Trần Hưng Đạo với lại đại lộ Hùng Vương đó nha các bạn. Rồi, nước cũng ngập lên láng luôn ha. Tại vì chiều nay thì cơn mưa quá lớn đó các bạn ạ. Đây là khu vực giao giữa đường Nguyễn Hội với đường Hải Thượng Lãn Ông nha các bạn.
video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Các bạn xem video đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Sunny nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.